Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị MAC. Sony nổi lên với thiết kế đa dạng nhưng chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội. Có được nền tảng đó là các nhà sản xuất TV Sony đã trang bị cho chiếc TV của mình những chức năng công nghệ tiên tiến nhất. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc TV tiêu biểu của nhãn hàng Sony đã ra mắt trong năm 2019, đó chính là Smart TV Sony 4K 55 inch KD55X 7000G. Ngay bây giờ chúng ta cùng điểm qua thiết kế của TV này nhé. Với kích thước là 55 inch, chiếc TV này sẽ phù hợp với khoảng diện tích rộng, khoảng cách tối ưu cho người xem là từ 2,5 đến 3m. Ngoài ra, để phù hợp hơn với những không gian diện tích sử dụng của khách hàng, model 5X7000G còn nhiều size cho các lựa chọn như 43 inch, 49 inch và 65 inch. Khi nhìn thiết kế của dòng TV này, các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt của TV Sony so với các đối thủ khác. Thiết kế của Sony trông rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Với nền màn hình mỏng và chân đế hình chữ T, hình chữ V quay ngược, rất cứng cáp giúp cho TV đứng vững trên mọi mặt phẳng. TV có độ phân giải 4K hay còn gọi là Ultra HD với 3840 điểm ảnh ngang và 2160 điểm ảnh dọc, tổng cộng là 8,3 triệu điểm ảnh, có độ phân giải gấp 4 lần so với độ phân giải Full HD thông thường. Có rất nhiều khách hàng thắc mắc rằng hiện tại Việt Nam chưa được phân giải 4K, vì vậy các TV trên thị trường chưa sẵn sàng sử dụng. Nhưng xin thưa với các bạn, TV Sony 55X7000G có công nghệ nâng cấp 4K X-Reality Pro, đem lại hình ảnh màu sắc hiển thị gần sát với chất lượng hình ảnh 4K nhất. Ngoài ra, TV còn được trang bị thêm một số công nghệ hình ảnh khác. TV Sony sở hữu công nghệ hiển thị Chiluminous, phân tích màu sắc từ một mảng màu rộng hơn, tái tạo trung thực mọi màu sắc cùng các sắc thái đậm nhạt. HDR10 giúp tăng cường độ tương phản trong các dải màu rộng, sáng và tối, giúp hình ảnh trở nên sống động và chân thực hơn. TV chạy điều hành ngay nhất với các đầy đủ ứng dụng phổ thông, ví dụ như là Netflix, Prime Video, YouTube, Phim Cộng, FPT Play, Nhà Của Tôi. Trên điều khiển TV có sẵn hai ứng dụng YouTube và Netflix giúp khách hàng trải nghiệm ứng dụng một cách nhanh chóng. Các phím bấm trên điều khiển nhà sản xuất sử dụng in chìm làm cho các phím sẽ khó quay màu hơn. Ngoài ra, TV Sony có tổng công suất lên đến 20W, chất lượng âm thanh sống động, tạo ra cảm giác như thật khi xem bộ phim hành động. Với thiết kế tinh tế, sang trọng cùng với những tính năng nổi bật mà mình chia sẻ, các bạn đã rất hài lòng rồi phải không ạ? Vâng, chiếc TV này đang được siêu thị MAC bán mức giá là 11.890.000 và một phần quà đặc biệt đó là đối tượng đa năng lốc và lốc. Giảm thêm 30% cho loa sau 3 Sony khi mua kèm TV, tạo thêm 12 tháng sử dụng ứng dụng Phim Cộng và 12 tháng sử dụng ứng dụng Flip TV. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo số 1800 1788 để được tư vấn thêm về sản phẩm. Truy cập website www.hc.com.vn để xem chi tiết về sản phẩm hoặc đến ngay các siêu thị máy HC gần nhất. Và bạn đừng quên HC ra hàng thần tốc cùng các chính sách trả góp 0% nhé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị MAC chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.